Chiều 17 tháng 3 năm 2022, tại họp báo định kỳ của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, ông Trịnh Duy Trọng, trưởng phòng công tác chính trị tư tưởng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, kết quả khảo sát sự đồng thuận của phụ huynh học sinh từ 5 đến 12 tuổi về tiêm vaccine COVID-19 như sau. Bậc mầm non có 60,5% đồng thuận, bậc tiểu học có 81,2% đồng thuận, bậc trung học cơ sở có 87,7% đồng thuận. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục chuẩn bị một cách tốt nhất để sẵn sàng khi có kế hoạch tiêm vaccine cho học sinh trong độ tuổi này, đồng thời tổ chức tuyên truyền thông tin lợi ích của việc tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng sự đồng thuận đối với phụ huynh học sinh. Trả lời câu hỏi nếu học sinh không tiêm vaccine có được đến trường hay không, ông Trịnh Duy Trọng cho biết, trong đợt tiêm vaccine cho học sinh từ 12 tuổi trở lên lúc trước và sắp tới là tiêm cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi, việc tiêm vaccine và tham gia học tập là độc lập tương đối. Do đó, không có chuyện học sinh không tiêm vaccine thì không được đến trường học. Riêng các em không tiêm vaccine sẽ có sự quan tâm kỹ hơn. Nói thêm về tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ, Chánh Văn phòng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết, công tác tiêm vaccine cho trẻ em phải chuẩn bị kỹ hơn rất nhiều, từ khâu khám sàng lọc, sơ cấp cứu, theo dõi sau tiêm, hướng dẫn phụ huynh các phản ứng sau tiêm. Cũng trong ngày 17 tháng 3, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản chỉ đạo về chuẩn bị công tác tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em và học sinh từ 5 đến 11 tuổi. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ sở giáo dục rà soát, lập danh sách trẻ em mầm non, học sinh thuộc độ tuổi tiêm chủng, đồng thời phối hợp với y tế cơ sở và cha mẹ học sinh để đánh giá ban đầu về tình trạng sức khỏe của trẻ. Đặc biệt quan tâm đến những trẻ mắc bệnh lý nền, béo phì để phối hợp với ngành y tế thực hiện phương án tiêm chủng bảo đảm an toàn cho trẻ em, học sinh. Sau khi lấy danh sách, các cơ sở phải nhập thông tin của trẻ vào hệ thống tiêm chủng COVID-19 trước ngày 25 tháng 3. Đồng thời, các phòng giáo dục quận, huyện và thành phố Thủ Đức cần phối hợp với trung tâm y tế để tập huấn bổ sung cho các cơ sở giáo dục chưa tham gia tập huấn về quy trình tổ chức tiêm chủng vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi trước đó. Nhà trường cần có kế hoạch tuyên truyền tư vấn cho phụ huynh về tác dụng lợi ích của việc tiêm chủng, những phản ứng có thể gặp sau tiêm và trách nhiệm đảm bảo quyền lợi được tiêm của trẻ, tạo sự đồng thuận cho các em được tiêm chủng, tăng cường vận động phụ huynh của những trẻ chưa đồng thuận. Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết đã cung cấp số lượng trẻ 5 đến 11 tuổi về Sở Y tế để ngành y tế có căn cứ chuẩn bị vaccine. Để chuẩn bị cho đợt tiêm chủng vaccine cho nhóm trẻ này, có hơn 5.626 cơ sở giáo dục đã tham gia tập huấn về công tác tiêm chủng. Theo thống kê của Sở Y tế, Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 963.000 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là lứa tuổi được tiêm vaccine phòng COVID-19 trong đợt này.